Chơi đi, lên đi, lên đi, lên đi. Bà chị hai vậy? Em đang học mà, em cúp máy nha. Mày vào đi nhanh lên. Ê, nhưng mà trời mưa thế này, không biết là shipper là có ship không nhỉ? Mắc gì không ship, cái đơn tao mày đặt là bằng tay giao như ngoài luôn á. Lát có gì nó giao tới thì mày nhận tao đi. Nhưng giao mất tiền ráng chịu. À, chị ơi em ở đây nè. Em gửi chị tiền. Dạ, chị cảm ơn em nhé. Chơi nó, đoạn tới hả? Sao em nói với chị là em đi học cơ mà. Mình đi về nhà đi. Chị ơi, em không biết là chị đi làm cực khổ, chị lo cho em. Em anh chở chị về nha. Mình đi về nha chị. Em hứa em sẽ không để chị buồn với em nữa. Đi, em chở chị về. Đi đi chị. 此时已因为草上爱的人正在路上不知他风雨间中途经日暮无常穿越人海只为与你相拥此刻已皓月当空爱的人手捧星光不知他乘风破浪去了黑暗一趟感同身受给你救赎热望。Anh đi đâu? Anh vừa mới về tới nhà xong mà giờ anh đi nữa là sao? Anh đừng có để em ngày nào cũng phải đợi anh tới 2-3 giờ sáng như vậy chứ. Tôi đi đâu là việc của tôi, cô không còn can thiệp. Anh bá, anh có còn coi em là vợ của anh nữa không? Riết rồi em thấy anh thay đổi nhiều quá, em không có còn nhận ra anh nữa. Tôi là như vậy đó, đây mới là con người thiệt của tôi. Cô đừng có nhiều chuyện. Tôi cưới cô về, cô chỉ cần ngoan ngoãn thôi. Nếu mà cô không làm được á, thì để người khác làm. Anh đứng lại. Anh bá. Anh bá. Vân ơi, Vân. Chào chị. Ừ, chào em. Dạ, chị hai mới qua. Ừ, chị vừa tới. Này, hai đứa em có chuyện gì đúng không? Dạ đâu có, làm gì có chuyện gì. Ừ, thôi không có là tốt rồi. À, chị có hầm chim bồ câu cho cu tí, tiện thể hầm thêm cho dì một con này. Thích quá à. Hai đúng là thương em nhất luôn á. Ừ, hay là bữa nay hai ở lại ăn cơm với em nha. Em cũng làm cơm rồi á.
Thôi, chị có việc rồi, bây giờ chị phải đi đây. Dạ, vậy thôi để cuối tuần em sắp xếp công việc xong rồi em qua chơi với hai với lại cô tí. Vân này. Dạ. Nếu mà bên này khổ quá hay là bị bắt nạt thì cứ về với chị nhá. Lúc nào chị cũng sẵn sàng chào đón em gái, bất kể lúc nào em cần.